của cả đoàn Thành Linh rất là khó. Một cái áo jacket nếu như mua ngoài chợ là ít nhất là 30 đồng, 40 đồng, 50 đồng một cái. Bây giờ sale bán only 10 đồng cái mà lấy áo xong thấy tiền đó. Áo thì lấy mong thấy tiền đâu. Bây giờ ai giơ tay lên lấy áo thì nhờ đưa tiền ra giơ tay lên luôn nha. Rồi đưa 190 rồi. Thôi là 20. Thôi là 20. Bây giờ chưa. Ok. mình làm mình dân business cho mình phải tính. Hello, hôm nay con chim nó ngồi im. Cái này như này đây. Mình lấy luôn thôi, trả lại. Hôm nay con chim nó không dám bắt biểu gì hết trơn á. Ủa mày xem ha, có ở trong cả đoàn anh Minh đấy có một đại gia ẩn mình. Ok, bây giờ trừ đi donation của Tân 20 đi nha. Ok, bây giờ là hiện tại là 5 chiếc áo, 7 chiếc áo, 9 chiếc áo, 11 chiếc, 13 chiếc, 15 chiếc, tổng cộng là 17 chiếc rồi. Tổng cộng là 17 chiếc trả tiền rồi. Ai lấy áo chưa trả tiền? Sao chị? Sao rồi? Duyên trả rồi. Em ơi, em trả rồi bà. Duyên trả rồi. Bây giờ ngoài cái là nãy tớ bởi thế không có người ghi giờ 30 cái giờ mới được bao nhiêu? 17. Còn 13 cái là chết rồi. Lồ nàng bán hàng cho Thành Linh là lồ nàng. Có nhiều người cần với size L mà không có, bây giờ còn size M ai? Bây giờ mình mua size M về mình đa hẹn nhiều mặt được không? Con nó đang nói nha. Nó còn mua cái áo nào? Có. Lan ơi, chị Lan ơi, chị Mỹ em mời chị vào coi tụi em hát thánh ca online nha. Hai. Thôi cái tiết mục đầu tiên mình kết thúc ở đây, mình lại ăn dọc tiếp đi rồi mình nghĩ chuyện khác. Anh mới nói như vậy nè. Các bạn nào mà ở trong Thanh Linh á, mà đã mua cái áo của anh Ngọc với chị Linh rồi mà đi tập hát mà không mang trong mùa đông này á, thì cứ phạt một người 5 đồng đó. Anh Minh anh nói vậy, mà cái tiền 5 đồng đó là sẽ xung vào quỹ để mình ăn nhậu. Đồng ý không các bạn? Okay. Đồng ý. Ai không mang thì phạt 5 đồng. Bây giờ là tổng số lượng áo là mình có 30 cái. Và hồi này là mình đã sold out rồi. Ok, thêm 2 cái nữa. Thank you. Chào bạn bè, ok, chơi luôn. Được, thank you. À, tổng số là bây giờ được 19 cái. 17
17 là 18, 19, 19 cái. Anh Mì là toàn ăn là cho anh. Cho nên chúng ta cứ tin tưởng anh Mì đây. Ok, mình có 30 cái áo mà hồi này là giơ tay lấy hết 30 cái. Nhưng mà bây giờ hiện tại tiền á mới được 19 cái. Cho nên hai hồi này order chủ khổ lấy vẫn đạt tiền. Chứ nói đi hồi cản cổ tổn cho nó về miệt chết. Má chục mà hả chè nó bán được có 10 chỉ thôi. Trời ơi, áo chè nó để đi ông đấy. Dạ. Quan hồi nãy mày bán á, mày có nhớ là đứa nào đưa tay không? Bây giờ tao chỉ cho mày. Tao nhớ hết. Ok, anh chỉ anh mặt nó. Hương ấy, lấy chưa? Hương có hai cái lấy chưa? Có. Đó là mua cho nó hai cái là em. À xe eo. Có. Hai cục chưa? Đúng rồi, xe eo. Hết eo rồi. Đâu cần để nhớ ngoài trong mày thôi, mình mua mình tặng những người nghèo không cần để mặc đâu. Em này, em tuổi áo là ai mặc mặc này rồi, nhưng mà thôi này. Rồi ai nữa? Ai nữa? Ai giơ tay lên mà không lấy bây giờ muốn tôi kêu ta không? Ai giơ tay? Tôi đứng đây đằng sau tôi nghe hết à. 10 đồng một cái áo, cái này gọi là rẻ hơn cả áo sida nha Việt Nam. Bộ xí đá là cái gì vậy Tuấn? Áo xí đá có nghĩa là áo của người ta mặc xong người ta bỏ. À là mấy cái thằng mà bị bình hết. Không phải hả? À tưởng đâu là xí đá là hát ai mi chứ. Bị bình cũng được mà cũng bị bình được mặc rồi. Có nghĩa là bên này gọi là áo second hand đấy anh. À xí đá là vậy đó hả? Xí đá có nghĩa là second hand. À xí đá là second hand. À. Xe cần hay là xí đá hả? Chốc lát nữa chị này chờ xíu tụi em hát Thánh Ca online nha. Ok. Bao nhiêu? Ê Tuấn, Tuấn mày lấy tiền mày phải rao lên là bao nhiêu tiền để cho người ta phấn khởi nữa chứ. Bây giờ là mình có 30 cái áo. Và hồi này á là tất cả mọi người order 30 cái rồi. Nhưng mà trong cái câu này sao tao thấy mày cứ lặp đi lặp lại hoài vậy? Lại là tại vì còn nhiều người order chứ. Tao hỏi là anh Lộc cho bao nhiêu tiền thôi. Quá chưa, tại vì còn nhiều người bỏ mang quá. Bỏ mang cho nên là bây giờ mình phải nổi để tao tịch cái mông heo ra. Bây giờ chỉ mua cái nào đâu phải chỉ thiếu được một cái nào. Bây giờ tổng số tiền á. Lát kêu cha tập cho cả đoàn luôn. Ok. Đâu rồi anh Tân? Đâu rồi, hết chưa? Mà sao ngưng hết rồi, vô. Rồi anh Tân chủ sĩ rồi. Đâu rồi? Đây, con trai nữa mà. Để cho nó bán nó táo cái rô mà kìa lên nó để nó bán mất. Để nó bán đó. Đâu có ly của mình đâu rồi. Lấy lại đi nào đi. Đây, 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 đây này đi. Đây, đây kêu. Anh Hùng đâu? Anh Hùng. Anh Hùng nữa. Anh Hùng anh nói chứ.
Nó rồi đi vô đây. Đó quả anh Hùng nè. Chứ uống chứ. Ừ. Hôm nay Eagle thắng nè, chúc mừng Eagle ấy ơi. À, chúc mừng Eagle ấy ơi. Nè. Uống nha, mời chị mày uống nha. Nè, uống cái này nè, uống cái này là bia ok nè. Nè, anh Ngọc nè. Ok, anh chờ. Wow. Anh Phùng nè. Ok. Vô nha, vô nè. Tuấn nó đang là gom tiền. Chị Sang. Chờ nó tới uống uống. Uống đi. Đâu rồi? Đâu ly Bắc Đức đâu rồi? Lâu lắm không uống cái Bắc Đức ly nào á. Bắt cái giống như là Ferro cho chúa mà. Rồi lấy ly đi. Bóng hùng, ốc đồ cùng sao được vậy? Cái này rồi con trai VSOP nữa kìa. Một cái đi. Một cái đi.
Uống chai nào hết chai đó đi. Anh Đức làm gì vậy? Má như Chúa Giêsu bị đấm đanh á. Mình vô đi. Lý hoài nghe học đâu? Lý hoài hùng nữa nè. Ủa nha. Để tôi đọc thì tôi ai dám chia ra. Ồ mẹ. Gì vậy? Đâu bên thì ẩm đâu. Rồi. Vô nha, vô nha. Anh Hùng uống đi, vô vui. Con Nguyễn Trái để làm gì vô. Ok, chúc mừng sức khỏe anh em ha. Anh Hùng ơi, hết chai đó đi qua chai này nè. Chị Léo, hello cái chị Léo. Ok, lụa. Hello cái lụa. Hello chị. Đâu có. Quay cho ông cô nội mình coi. À, hello cái à. Trang. Chị Hương. Đừng được một ông cô nội coi. Chị Ngọc. Hello chị Ngọc. An. Duyên. Hello em. À, quý anh chị em mà mình á, mình muốn á là hôm nay chúng ta hát thánh ca online. Mình đã chuẩn bị tất cả, anh Thắng đã chuẩn bị camera để live. Anh Bảo đã chuẩn bị micro cho anh chị em hát. Hôm nay mình có mang chừng khoảng có 30 bài thôi. Những cái bài mà chúng ta rất là thích quen, dễ hát. Cho nên mình nghĩ là mình xin tất cả quý anh chị em chúng ta. Hôm nay có cha nó, mình giới thiệu với cha là hôm nay chúng con hát thánh ca online. Mà hôm nay mình không biết là có cha Huỳnh ở đây. Mình không có kiếm được cái bài nào của cha Huỳnh hết. Chị Liễu hát bài đó. Chị Liễu hát với anh Đức. Bây giờ hả? Mình chưa bao giờ hát đến mình hết mà Liễu đã lên hai lần rồi đó. Bây giờ cái chương trình của anh Tuấn với anh Trường tới đâu rồi? Có lời chưa? Bây giờ là mình kết thúc cái này luôn cho xong. Bây giờ còn bao nhiêu cái? 8 cái. Bây giờ mình cho 8 cái mình lấy hết. Nhưng mà ai mang vừa thì mình cho 6 cái, còn mình lấy 2 cái thôi. Ok. Em mang vừa. Ok. USA. USA! Ai là cái người mang size S mình sẽ tặng. Nhưng mà trước hết là mình sẽ tặng cho bạn Hiền của mình một cái. Ai? Bạn Hiền muốn mua mang cái áo màu gì? Nếu bạn Hiền đi làm sáng sớm mình sẽ tặng cho bạn Hiền một cái. Trời ơi! Ai chơi luôn. Áo small mà tặng dân tâm hả? Thằng nhỏ đó nó nhỏ hơn mình mà mình mang small vừa. Ai mình hiểu được. Vừa. Mang thử đi. Đợi ra, mang vô.
Thằng lớn mà không được thằng nhỏ mặc. Thằng nhỏ nha. Thầy ơi, muốn mặc XL hay là mặc small? Ở đây có XL. Quan niệm với các bạn là mình là thằng thợ may. À. Áo này á, đừng bao giờ mang vừa size. À. Mà phải mang size. À. Khi mà các bạn giặt á, nó rủ xuống coi như là hay, hay, hay. Bởi vì á, mình á là mang size large. Anh Mỹ ơi, hàng mặc đâu? Đó, rồi tặng cho mày một cái luôn. Tặng cho mày một cái luôn. Đó. Cái này là cái công. Đây là em mặc màu ha. Ơi, đó. Cái công từ nãy giờ mày nói á, tao tặng mày một cái. Tặng. Tặng thêm cái màu gray nữa. Ok, tặng một cái. Rồi, đó cho mày. Đứa nào nữa? Thằng Ngọc. Đó, còn không? Còn bao nhiêu cái? Hết rồi. Nếu hết tao tặng cho thằng Ngọc một cái nữa. Okay. Em nói á, mẹ thấy chưa? Từ nãy giờ bán á, mẹ kêu là coi như không có tăng làm ăn hết, mẹ tao tặng là tao đồng lấy hết á. Em hỏi bạn nha. Hồi nãy á có nhiều người bảo là muốn mặc được sao? Em nói thật, ba cái con mặc được chứ rồi. Bây giờ nó chẳng mặc được, ba cái mặc còn tốt. Ok, bây giờ là thời gian kết thúc và đếm tiền. Đếm tiền rồi nó chắc. Cô to. 50. 50. Hai, Thôi, giảm ba. Giảm cái đếm tiền đi để cho anh Minh anh đi hát. Mày ơi. Vinh ơi. 200. Vinh, Vinh. 202. 204. 206. 208. 300. Mày lấy hơi chứ nhỉ? 202. Đúng không? Chứ đi dùng hát phải lấy hơi chứ. Dô. Hôm nay ta thu được về là tổng số là tiền là 306. Không, khởi đầu. 306. Đừng còn bằng 2 bằng 3 nữa cho nên anh chị em cứ yên tâm mà trả tiền, ok? Bây giờ anh em mình lại uống nhiều và ăn bánh pizza đi nhá. Rồi mình thưởng thức những cái chương trình sau. Rồi mình lấy hơi nào. Vô cái coi. Ủa, lụa ơi, lụa với Yến này kia, bè nữ đâu rồi? Cái này đâu? Đây, đây. Chị Sang. Ok, 2, 3, anh lên lưng sao? Từ nãy giờ là cái này. Chị đừng có nói thôi với em. Cho nên là bây giờ là chúng ta đã kiếm ra được một cái thằng mà coi như là chị đừng có nói thôi với em cái link của chị đâu. À, hết nha. Hết đó. Ok. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ai chưa hiểu thì về học lại cái gì? Ai học lại cái gì? Còn chưa hiểu thì về học lại. Còn nguyên mà còn nhiều mà. Bỏ tay luôn. Rồi, chắc rồi. Nó đổi, nó đổi.